Có một số cái anh chị em lưu ý giúp Huy này. Thứ nhất là khung hình. Cái khung hình này nó sẽ tạo ra các cái biến thể khác nhau. Đấy. Cho nên là chúng ta dùng câu lệnh là cách 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 AR đấy trừ trừ AR này. Đấy thì chúng ta đưa ra các cái khung hình này và có hai cái khung hình phổ biến mà chúng ta dùng, đó là 2 3 thì nó khung hình dọc và 3 2 là khung hình ngang. Thì đây là hai khung hình phổ biến. Ngoài ra thì chúng ta có khung hình 16 9 là cái khung hình trên máy tính ấy, dùng trên máy tính ấy, là 16:9 hoặc là 9:16, nó dọc như này đó. Thì đấy là những khung hình phổ biến đó, và những khung hình này thường dùng cho phim ảnh, cho nên là chúng ta có thể sử dụng để nó tạo ra những cái hình ảnh thị giác tốt hơn, được chưa ạ? Cái này chúng ta cứ dùng aspect này, gạch gạch aspect này, hoặc là AR nhé. Rồi.